Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Chủ nhà quay xe chấp nhận đền cọc vì sợ bán hớ. Báo Vietnamnet đưa tin, cả tháng nay chị Thu Hương ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội liên tục được môi giới gọi hỏi có nhu cầu bán căn hộ chung cư đang ở tại khu đô thị Vinhomes Town City hay không. Thấy vậy, chị hỏi thử căn hộ của mình nếu bán được giá bao nhiêu thì được trả lời khoảng 6,5 tỷ đồng. Chị Hương nói, căn hộ gia đình đang ở có diện tích 95m2, tôi mua với giá hơn 4 tỷ đồng, cách đây khoảng 4 năm. Bây giờ môi giới đưa ra mức giá 6,5 tỷ đồng, nếu đồng ý bán sẽ dẫn khách tới. Nếu bán căn hộ với giá này, tôi đã lãi hàng tỷ đồng so với lúc mua. Nhưng bán rồi thì liệu có mua được căn hộ tương tự quanh khu vực đang ở khi giá chung cư Hà Nội đều tăng? Chia sẻ với Vietnamnet, chị Hoa, một môi giới nhà đất ở Hà Nội, chuyên sang mua các căn hộ cho khách bằng liên lạc trực tiếp với các chủ hộ, cho biết từ sau Tết Nguyên Đán đến nay, chung cư ở Hà Nội đều tăng giá liên tục. Chị Hoa cho biết, các căn chung cư tại Town City tăng trung bình khoảng 30%. Tôi thường mua đi bán lại, nhưng từ sau Tết Nguyên Đán đến nay, giá tăng cao quá nên không mua được. Giá cứ lên ầm ầm nên nhiều chủ nhà thấy giá tăng cao lại không bán nữa. Bản thân tôi, ngay sau Tết đã đặt cọc 200 triệu đồng tại một căn hộ, nhưng sau đó giá tăng mạnh, chủ nhà quay xe. Môi giới này cho hay, căn hộ tại Town City hiện có mức giá dao động từ 65 đến 75 triệu đồng mỗi mét vuông. Mức giá bán còn tùy thuộc vào vị trí từng căn, nội thất và có chỗ đổ ô tô hay không. Cũng tại khu đô thị này, các căn hộ ở Park Hill giá từ 75 đến 85 triệu đồng một mét vuông, thậm chí có căn hoa hậu giá 90 triệu đồng một mét vuông. Chị Hoa cho biết, giá rao bán và giá chốt bán chênh nhau không đáng kể. Không chỉ ở dự án chung cư cao cấp, tại các khu chung cư giá trung bình cũng tăng cao hơn so với thời điểm năm 2023. Chị TV, một môi giới chuyên bán chung cư khu vực quận Hoàng Mai cũng cho biết, các căn hộ ở quận HH Linh Đàm dù chưa có sổ đỏ nhưng vẫn mua bán giao dịch tốt dù giá tăng mạnh. Cụ thể trước Tết giá chung cư tại HH giao dịch ở mức khoảng 30 đến 31 triệu đồng một mét vuông, còn hiện mức giá dao động từ 35 đến 38 triệu đồng một mét vuông tùy từng căn. Với mức giá này, người mua chỉ việc xách vali về ở, không phải sửa chữa và đã có nội thất. Chị V đơn cử, một căn chung cư diện tích 45m2 ở HH Linh Đàm đã được thiết kế lại gồm 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, có giá bán 37 triệu đồng một mét vuông. Hay các căn hộ tại cụm nhà ở xã hội Ray City, Tây Nam Linh Đàm đã có sổ đỏ, hiện mức giá bán cũng từ 41 đến 45 triệu đồng một mét vuông tùy căn. Nhiều khách sẵn tiền nhờ tìm mua căn hộ để đầu tư cho thuê. Khi môi giới đến đặt cọc, chủ nhà thấy nhiều khách đến hỏi mua, có khách chốt cọc tiền luôn thì tưởng hớ, quay xe không bán nữa, chấp nhận đền cọc. Nhiều chủ nhà thấy giá tăng lại đòi giá cao hơn. Môi giới TV nêu thực tế. Môi giới này cũng bất ngờ, dù giá tăng cao nhưng vẫn có nhiều khách mua. Có môi giới tại công ty chị bán được hơn chục căn một tháng. Chung cư ở HH bán như mớ rau, có môi giới còn chốt được tới 2 căn trong một ngày. Nhiều người cứ bảo môi giới thổi giá nhưng không phải. Giá chung cư tăng chung ở Hà Nội và do chủ nhà tự tăng giá, chị TV thông tin thêm. Ám ảnh vì lo sợ bỏ lỡ cơ hội khi chung cư tăng giá. Báo Lao Động vừa đăng tải một thông tin nhận được sự quan tâm của đông đảo nhà đầu tư liên quan tới tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội khi thị trường bất động sản tăng giá. Đó là tâm lý ám ảnh vì sợ bỏ lỡ cơ hội khi giá chung cư tăng. Điều này thoạt nghe có vẻ vô lý, song dường như con sóng tăng giá bất động sản đang cuốn theo nhiều kỳ vọng của giới đầu tư. Anh Vũ Đình Nam, Nam Định, sau thời gian dài tìm căn hộ để mua ở Hà Nội cho biết, giá chung cư đang tăng nhanh một cách bất thường trong một thời gian ngắn. Nhiều căn chung cư cũ đã ở được hàng chục năm mà giá vẫn tăng hàng trăm triệu đồng sau vài tháng. Giá căn hộ chung cư mới mở bán cũng neo ở mức cao. Điều này khiến tôi lo sợ, nếu không chốt sớm thì sau này càng khó mua hơn vì giá chung cư sẽ khó dừng lại, anh Nam nói. Theo bà Đỗ Thu Hằng, giám đốc cấp cao, Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Savills Hà Nội, chưa lúc nào người mua đi xem bất động sản và chốt mua nhanh như thời gian này. Bà Hằng nói, trước đây khách mua thường nghiên cứu và cân nhắc khá lâu trước khi quyết định xuống tiền, bởi đây là tài sản có giá trị lớn. Gần đây, ngày càng nhiều người chốt mua nhanh
vừa đi xem xong đặt cọc luôn trong cùng một buổi. Theo báo cáo mới nhất của Property Guru Việt Nam, giá rao bán chung cư tại Hà Nội tăng mạnh, đã đạt gần đến mức của thành phố Hồ Chí Minh khi chạm ngưỡng trung bình 46 triệu đồng một mét vuông vào đầu năm 2024, tiệm cận mốc 48 triệu đồng một mét vuông của thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, trên thực tế, giá chung cư ở Hà Nội có nơi đã vượt ngưỡng 60 triệu đồng một mét vuông. Theo dữ liệu lớn của đơn vị này, giá chung cư Hà Nội ghi nhận mức tăng mạnh nhất vào quý 3 năm 2023, đặc biệt ở phân khúc trung cấp với 19%, phân khúc cao cấp và bình dân cũng tăng lần lượt 17 và 11%. Ngược lại, chung cư thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận giá bán tăng nhẹ với 5% ở phân khúc cao cấp, 2% ở phân khúc trung cấp và 4% ở phân khúc bình dân. Không chỉ trên thị trường bán, loại hình chung cư cho thuê ở hai thị trường lớn nhất cả nước cũng ghi nhận diễn biến không tương đồng. Trong khi giá cho thuê chung cư Hà Nội tăng 4%, thì giá cho thuê tại thành phố Hồ Chí Minh lại giảm 7% so với cùng kỳ năm 2023. Giá cho thuê theo khu vực tại Hà Nội hầu hết đều tăng 7-8%, thì tại thành phố Hồ Chí Minh nhiều khu vực giảm giá thuê từ 8-10%. Cá biệt, quận Bình Thạnh có giá rao cho thuê giảm tới 25%. Theo tính toán của Property Guru Việt Nam, lợi suất chung cư cho thuê tại Hà Nội đang cao hơn thành phố Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, nếu lợi suất cho thuê chung cư Hà Nội giảm do giá bán tăng mạnh, thì lợi suất cho thuê chung cư thành phố Hồ Chí Minh giảm do giá cho thuê giảm. Dòng tiền đầu tư chung cư đã có sự chuyển hướng. Từ sau giai đoạn năm 2021 đến năm 2022, mức độ quan tâm của người Hà Nội với chung cư thành phố Hồ Chí Minh đã giảm rõ rệt. Dự án vướng pháp lý, một số thông tin tiêu cực về việc chủ đầu tư giảm giá, cắt lỗ, mặt bằng giá tăng nhiều và ở mức cao trong một thời gian dài là những lý do khiến chung cư thành phố Hồ Chí Minh giảm sức hút. Nhìn nhận người dân lo ngại giá bất động sản tiếp tục tăng là điều dễ hiểu. Nhưng bà Đỗ Thu Hằng, giám đốc cấp cao, bộ phận nghiên cứu và tư vấn Savills Hà Nội, khuyến nghị người mua cần xem xét kỹ dự án, cân nhắc cả giá trị sử dụng thực tế và mức độ hợp lý của giá bán. Bởi nhiều chung cư rao ngưỡng cao, giá bị đẩy lên so với giá trị thực tế. Người mua vẫn có nhiều giải pháp như tiếp tục sử dụng nhà ở hiện thời hay thuê chung cư với giá hợp lý. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.